các hoạt động tiếp tục tạm dừng sau ngày mùng 1 tháng 10. Từ ngày mùng 1 tháng 10, các hoạt động tiếp tục tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng dịch, bao gồm những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, lễ phát động, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ, quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo. Hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác trừ các trường hợp được cho phép hoạt động, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Tinh thần chỉ thị mới không phải cho các hoạt động được ồ ạt mở cửa trở lại mà phải có lộ trình để đảm bảo an toàn với tinh thần sức khỏe người dân là trên hết. Đối với các ngành nghề được hoạt động trở lại sẽ phải theo thứ tự ưu tiên, có lộ trình, theo danh mục cụ thể. Nguyên tắc là thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ để triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm an toàn là trên hết, an toàn tới đâu mở cửa tới đó. Mở cửa thì phải an toàn, thành phố sẽ bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng biện pháp cao hơn hoặc nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp.